Vâng, xin chào bạn Vũ Đình. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Đây là một câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt các bệnh nhân hàng năm chúng tôi khám tại bệnh viện cũng rất nhiều bệnh nhân mà băn khoăn và lo lắng cái việc giữa điều trị Tây y và các cái thuốc Đông y. Thế nhưng cũng là một cái nỗi bức xúc cũng của rất nhiều người mà đã từng điều trị thuốc Đông y xong rồi không bệnh không khỏi, quay lại bệnh viện ca chúng tôi thì mất cơ hội để điều trị. Đấy, vì vậy đây là một câu hỏi đại chúng và cũng nhiều người quan tâm, mà tôi cũng mong rằng các thính giả nghe chương trình trực tuyến này thì phải nghe cho rõ và chúng ta cùng cùng phân tích cái câu hỏi này. Thứ nhất là bệnh nhân 70 tuổi mà đến khám ở bệnh viện rồi chẩn đoán là ung thư, sau đó không chữa mà về uống thuốc nam. Thì hiện nay thì chủ trương của Đảng và nhà nước chúng ta là vẫn cứ Đông Tây kết hợp. Thì tuy nhiên các cái thuốc Đông y, thuốc Nam thì cũng chỉ trong một số các cái lĩnh vực, một số các cái mặt bệnh khác thôi. Còn với những cái bệnh ung thư này thì hiện nay trên thế giới của chúng ta cũng chưa có một bài thuốc nào khẳng định là các cái thuốc Nam chữa được các bệnh ung thư. Tuy nhiên mà bạn ấy thấy là bố bạn là có triệu chứng khá lên, sức khỏe tốt lên, thì đôi khi là thứ nhất là về mặt tâm lý đấy, mình đã an tâm để mình chữa bệnh thì đôi khi sẽ làm cho bệnh nhân có một cái sức khỏe tốt lên do ảnh hưởng của tâm lý. Và vấn đề nữa là trong một số các vị thuốc Đông y đó có những cái vị thuốc mà chống viêm, giảm đau, tăng cường miễn dịch, rồi thuốc Đông y cũng có những cái bồi bổ khí huyết cơ thể, vì vậy cho nên sức khỏe nền nó có thể tăng lên được và nó làm giảm các triệu chứng của bệnh ung thư đi. Còn tuy nhiên về mặt ung thư học thì bệnh không thể tốt lên được đâu ạ, và mỗi ngày cái u đó phát triển tăng lên về kích thước to lên và nó làm muộn giai đoạn cũng như mất cơ hội điều trị của bệnh nhân. Xin cảm ơn các bạn. Vâng ạ, thì như tiến sĩ Kiểm cũng đã nói thì tức là chúng tôi là những người mà làm thường xuyên là khám bệnh, chữa bệnh hàng ngày, thì đây là cái câu hỏi thường xuyên và cũng cảm ơn bạn là bạn còn hỏi trước, có những người không hỏi và cứ tự uống. Đấy thì thực ra thì trong Đông y ở trong ung thư thì rất là rõ ràng, khẳng định luôn là không có mục đích là chữa chữa bệnh ung thư, nhưng mà nó có tác dụng là hỗ trợ nâng cao thể trạng, hoặc là chẳng hạn như giảm một số những cái tác dụng của độc độc tính của xạ trị hóa chất. Chính vì thế cho nên là trong bệnh viện ca cũng vẫn có khoa Đông y. Đấy thì nhưng mà chúng ta phải tư vấn ở những chuyên khoa mà có tính pháp lý cũng như là rất là có tính khoa học và khẳng định là không thể chữa, và đồng thời chúng ta vẫn phải phải điều trị chính thống, đó là bằng các biện pháp điều trị tích cực đã được thừa nhận, thế giới thừa nhận cũng như tại Việt Nam. Thế là hóa chất này, xạ trị, phẫu thuật và một số các biện pháp khác gần đây như thì nó rất rõ ràng. Và cái thực và cái thứ hai ấy là khi chúng ta bất cứ dùng thuốc gì, kể cả thuốc Đông y hay là các thuốc bổ mà ngoài bệnh mà ngoài ngoài cái việc mà bác sĩ điều trị đã kê cho, thì chúng ta phải báo ngay với bác sĩ điều trị. Chúng tôi vẫn có thể xem được những cái thuốc nào mà có tác dụng lợi ích đối với người bệnh thì chúng tôi vẫn khuyên dùng, và có những cái gì không 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 mang lợi ích gì cho người bệnh thì chúng đấy là chưa kể là có hại, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Thì mong bệnh các thì chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những trường hợp mà bệnh nhân dùng thuốc Đông y giấu, hoặc là đang điều trị xong lại bỏ đi điều trị ở chỗ khác, là bỏ lỡ tất cả các cơ hội, đang từ giai đoạn 1, 2 hoặc là hóa chất tân bổ trợ để chuyển sang chỗ bác sĩ kiểm mổ thì lại làm mất cái lỡ mất cơ hội. Đấy thì và tôi cũng nhắc lại, khi bất cứ dùng một cái thuốc gì trong khi bệnh nhân ung thư mà đang trong quá trình điều trị theo dõi, kể cả khi ra viện mà cần dùng thuốc gì ở ngoài cái chuyên khoa của chúng tôi, thì bệnh nhân hãy mạnh dạn và tin tưởng tin cậy chúng tôi, để điện thoại hỏi chúng tôi để chúng tôi tư vấn. Vâng, xin cảm ơn.